Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu Spark 12, một cái khẩu súng sốc lọ cực kỳ khắm lọ. Anh em inbox bảo mình là anh ơi, hãy mang khẩu Spark 12 vào chế độ Dubai săn đi anh. Sẽ có một điều bất ngờ. Đấy, mình lại tin người mang vào đây. Thế là không thấy cái bất ngờ gì ngoài cái bất ngờ là trận nào cũng ra nhập team Dubai. Khắm thế à rồi. Gì đây? Ui, cái đi hết cả hồn. Thấy bạn lên rồi, mình tính đi nhưng ấn nhầm nút. Thế mèo là nó cũng là cua tay nhưng không sờ được vào người mình. Mình có giác quan thứ sáu rồi, một cái gì đấy rồi, Cortex bảo vệ, nhưng bảo vệ hai lớp rồi, một lớp là ngoài không khí còn một lớp là bên trong người. Đấy, cứ lao vào đây thôi, hiến mạng đi. Đâu rồi, thằng tiếp theo nào? Tao sợ chúng mày quá đấy. Ai? Đâu rồi? Sao lại không thấy thằng nào ấy nhỉ? Đây đây đây, có thanh niên đứng. Mới đứng nhìn trên cái chỗ đấy thôi. Đã lượn đi đâu rồi? Bạn ơi, á đây này. Úi rồi. Úi rồi. Tao lại sợ mày quá đấy. Bắt cua cho hay lắm vào. Hên thôi. Trời ơi là nó lag. Nó lag từ bên này mà sang tận bên kia là mình chém không trúng. Rồi mình sẽ bắt bài. Rồi thanh niên kia sẽ đi thả thính các kiểu. Còn mình thì chỉ lao xuống mút thôi. Đấy, hàng đây. Trời ơi, chạy chạy nhanh quá. Ô cái thằng này hay lắm DM. Chém một phát cũng chết ạ. Rồi trong khi nó yếu máu. DM thanh niên. Bạn ơi bạn chạy đâu ấy? Kết thúc nào. Cho mình cái lưỡi dao. Mình chạm vào người bạn một cái thôi là chúng ta sẽ sang trận khác rồi. Bạn lại chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Trời ơi, thế có phải nhanh không? Rồi, cứ giằng co. Trong khi cái nhìn cái thời gian thì còn hình như là gần 1 phút. DM thanh niên. Anh em nào thấy mà chơi chắc chắn là ăn không ăn được hai thằng hero thì cứ đâm đầu vào mà chết luôn đi. Chạy làm cái gì cho nó mệt người. Kết thúc trận và qua trận khác. Đó là cách xử lý tốt nhất khi mà làm Zumbai cân hero. Khi mà thằng Tơ chết rồi. Thằng Tơ mà chết rồi thì coi như Zum non nó chỉ làm màu thôi. Đúng rồi. Vẫn không nhanh được bằng nó. Bọn này bắn kinh quá. Bạn ơi, bắn chậm chậm lại. Cho mình theo với. Cây này nó mắc khắm lọ luôn anh em ạ. Bắn vừa chậm này. Nhồi đạn thì lâu này. DM. Bất ngờ. Siêu bất ngờ là đây. Ôi, tao hận mày cái thằng mà chat hai chữ bất ngờ bảo khẩu này là bất ngờ nhá. VL. Siêu VL. Đây 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 đây. Rồi. À thế này bảo sao không ăn. Đùa. Kiểu như là cáo nằm trước mặt mèo rồi. Bảo sao không ăn. Ấy gái nó nằm trước mặt mình rồi. Mình không liếm thì chả khác gì mình là thằng 3D. Đây đây đây. Rồi. Đấy, tính móc lốp cận chiến này. Hóa ra lại có hero. Úi trời, thơm thế này. Đây 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 đây. Hàng nó cứ cứ nằm trước mồm thế này bảo sao không ăn. Đây. Nằm trước mồm. Úi rồi. Này thì không ăn thì hơi phí. Phí lắm. Rồi mình chém đau không bạn ơi? Rát hết cả người chứ bảo đau. Còn một thanh niên nữa. Không biết là chạy đâu rồi. Bạn ơi lòi cái mặt, lòi cái bản mặt của bạn ra cái để mình sờ cái lưỡi dao của mình vào thôi. Dao mình nó đẹp lắm, cho bạn cầm thử luôn. Bạn cứ lại đây. Đâu rồi? Bạn lại đây, mình sẽ cho cầm thử cái dao rồi. Thế kia mà. Đấy, nó cứ lao vào thằng hero kia. Anh nhé, nó lại gần mình thì mình sẽ cho nó sờ thử cái đao của mình rồi. Mình 2 cây, cho bạn mượn 1 cây thôi. Là bạn chơi chán luôn à. Rồi, mình nghĩ là đoàn kết là chết cả đoàn. Vâng, mình đã đúng. VL thật. Mình đúng ạ. Đấy, cái định luật của mình khi mà chơi Zombie, cái châm ngôn sống của mình là luôn luôn cảnh giác thằng một bên. Không bằng cái gì khắm lọ hơn là thằng đứng một bên cạnh của mình biến dưỡng bay. Nó siêu khắm lọ và nó sẽ nhanh chóng chạm cái bàn tay
gớm guốc của nó vào cái thân thể của mình. Rồi sau lưng kìa, sau lưng bạn ơi. Úi dồi, tôi chết đi một lũ này. Đông thế. Úi dồi, rồi thôi, em nhảy lầm. Nhảy sai thôi mà, có cần phải hổ báo đi như thế không ạ? Rồi lại hổ báo. Hổ báo cáo trồn là phải nằm xuống. Này thì thái độ nhìn nhở. Dã man, thái độ lồi lõm này. Gì nữa, thằng tiếp theo. Rồi, Điếm thằng tên này. Hay quá, rồi chém bừa rồi cũng chết người. À chết zombie, chết nhầm. Yếu rồi bạn ơi, một đao rồi. Bạn đừng có nhây nữa. Rồi bạn nằm xuống rồi thì anh em zom non nó cứ phải gọi là cứ kế tiếp thôi, thằng kế tiếp thôi. Đấy, thật là khổ thân mấy bác zom non. Đấy, thằng đầu sỏ thì nó nằm xuống rồi. Lệch đi đâu? Trời ơi, nó bị đâu bây giờ? Này thì lệch đi đâu này? Tao sợ mày quá đấy. Ngồi ấy mà lệch. Rồi sau khi một hồi mình luyện thì thực sự là mình đã cố gắng không làm giống bài. Chứ hồi đầu mình mới cầm vào thôi, mình cứ tưởng là điều bất ngờ gì. Cái định mệnh nó nữa, mình cứ tưởng là nó nhồi đạn là nó chậm thôi. Thế meo nào nó bắn nó cũng chậm ạ. Vờ lờ. Cái gì nó cũng chậm. Biết cái gì nó nhanh bây giờ. Bây giờ không biết cái gì trong cái khẩu súng này là nó nhanh nữa. Deadly à? Deadly cũng chậm. Chả có gì là nhanh. Đấy, Deadly mắc chậm luôn. Vờ lờ. À, đây. Và mình quyết định là cầm. Ủa ôi, vãi hơn 2k6 luôn kìa. Kinh vãi. Ủa ôi, 1k rưỡi. Hack à? Tờ mờ hack rồi. Cái đi mậy bắn kiểu gì mà headshot ghê nhở. Mình không tin vào mắt mình là mình bắn 2 phát là headshot rồi. Ở trên ngay luôn đấy kia. Dã man. Rồi 100 năm mới bắn được một phát là 2k6 máu. Quá là khủng khiếp. Sóc lọ à, siêu khám lọ. Đây. Ôi trời ơi, sao không headshot ấy này. Nãy không cần nó cũng headshot. Bây giờ cứ bắn sấy vào đầu nó lại không thể hết sọ được. Đâu rồi? Ôi thằng tơ. Bạn ơi, nấp dưới đấy nó không lấp hết cái thân thể của bạn được đâu. Con người bạn nó bé thế kia mà. Bảo sao tụi mình không dí những viên đạn bé tí vào người bạn được. Rồi, tốt nhất là đứng trên này thôi. Không nên xuống. Bước xuống là gia nhập team Dubai. Úi rồi, quay đầu là bờ. Nhưng đường nào cũng là đường chết. Cái gì đây, lách. Này đi, úi rồi, hết đạn vơ lơ. Rồi xong rồi. Cày đấy nhở. Đáng hết cả lòng. Đúng lúc đầy đạn. Rồi nó khôn vãi, nó chờ đúng cái lúc mình đầy đạn. Biết thế mình đổi lục ngay. Không thể tin được. Rồi vẫn top. Top bình thường. Đây, thanh niên. Trời ơi, hình thế, vào cận chiến cái là có hero. Đấy, thơm chưa? Úi rồi, nước mày đi đâu ấy? Rồi, hai thanh niên hero chặt chém kinh khủng tởm. Ra dáng ở hổ báo. Úi rồi, hai thanh niên ra dáng cực kỳ hổ báo luôn. Tớ đâu? Giết hai thằng đó cho mình cái. Bây giờ mình chỉ đặt vào niềm hy vọng, tất cả niềm hy vọng vào tơ. Đúng đấy, tơ đã giết được. Hay lắm, định mệnh thằng tơ. Một thằng thì cào được, còn một thằng thì tơ giết. Mong trận cuối sẽ không khám lọ. Mong là như thế. Đừng gia nhập Zumbai. Ôi, sao có mồm mình thối nhở. Cắm thế à rồi, úi dồi, này thì bay vào mồm tôi này. Đấy, lại đi nguy hiểm. Rồi bắt cua. Bạn cứ tưởng là bạn nguy hiểm nhất map cơ. Nhưng không. Trời ơi, 3Z, trời ơi. Cắm thế à rồi. Nó cầm 3Z nó bắn như trốn không người. Đấy, nó bắn kiểu đấy thì bố thằng nào chịu được. Đây, thiên nhiên, úi dồi. Thùng hàng, à, bàn thờ. Bạn ơi, đây. Úi dồi, muộn quá rồi. Bạn lại tin người. Lần sau thì thủ cũng phải xem kỹ một tí nhá.
Đúng rồi. Đây đây đây, con này nguy hiểm này. Tớ đâu? Trời hay lắm tớ ơi. Bạn hay lắm. Vi xin cho bạn một like nhá. Chúng ta sẽ cùng hiếp cái thằng hero cuối cùng. Và mình sẽ kết thúc clip tại đây. Ủa ôi tơ kìa, trời ơi cái bàn tay của bạn ngắn đi kia. Mà bảo sao tao sợ mày quá. Úi trời ơi, đứng lại. Thôi xong rồi. Cái thằng yếu máu này không ăn được. Cắm đi à rồi. Tiếc nó. Ủa tơ, nhìn tơ kìa, bất lực vô lờ. Ôi hay quá. Rồi chúng ta sẽ kết thúc clip này. Các bạn xem nếu thấy hay quên like và subscribe kênh của mình nhá. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.